rằm tháng 10, tức là Tết Hạ Nguyên. Đu ra sân bình trà uống. Pha trà đón Tết Hạ Nguyên cho hơi nhiều chút nha. Nay là 15 tháng 10, tức là rằm tháng 10. Rằm tháng 10 còn gọi là Tết Hạ Nguyên. Rằm tháng Giêng á là Tết Thường Nguyên. Bây giờ đánh thức trà đây. Bước này người ta gọi là tĩnh trà. Để làm cho trà tỉnh dậy. Người Việt Nam gọi là đánh thức trà. Cái trà này á,
nó có lông mao nha. Chào cô Trần Oanh, cô mua tại tầng Thái Nguyên gửi vào thằng Du đây, cho nên là gửi là gửi nhờ cô nhà thơ Nguyễn Nhung đem vào. Đấy, nó có lớp lớp lông mao xung quanh cái cánh trà, cho nên là Du không không có lắp cái bình trà. Đấy, để vài giây vậy đó, khoảng chục giây rót ra. Bên này các bạn thấy là Du đổ cái nước tráng ấm tráng bình đi. Để chi biết không? Để cho cái nước mà đánh thức trà này ấy, nó được thơm hơn. Cái này mà nếu mà có cái lớp nước trước rồi thì nó loãng ấy, mất mùi thơm. Mà để cho nó thơm được lâu thì Du đánh thức trà xong á thì Du đầy cái ấm chuyên trà này lại, để cho cái hương trà nó bốc lên chỗ này. Được thôi, bây giờ mới chăm trà uống đây. Toàn nhiều trà nữa rồi, đổ hơn nửa ấm nước. Quay cái miệng ở đây để tận hưởng cái hương thơm của trà. Hương thơm trời đất. Đây, cái rằm Hà Nguyên này ấy, là vừa chú nói là một cái rằm lớn trong năm, được gọi là cái rằm lớn nhất còn lại trong năm. Rằm Thăng Giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 8, rằm tháng 10. Đấy, cái rằm tháng 10 này người Trung Quốc họ gọi là Tết Hà Nguyên. Việt Nam mình quan niệm đây là cái Tết mà tạ ơn của cha mẹ, ông bà, tằng tổ, của trời đất, của chư thiên chư Phật để ban cho mình cái cuộc sống như hôm nay. Nên là cái Tết này thì người Việt Nam ấy là cũng bánh chè. Hôm qua vừa Du đi mua chè xôi nước về cúng, rồi hôm nay thì bà đi mua cái chè khoai môn về cúng, vì hôm qua Du có nhắc là Du thích ăn khoai môn. Đấy, thì hôm nào Du sẽ mua khoai môn về luộc. Đấy, thì nhớ tới ngày hôm nay thì nãy giờ là Du ngồi ở nhà là Du tìm cái bài Chị Tôi. Đấy, Du in ra là một cái tập thơ nhỏ, tính có dịp gửi về thành phố cho bà chị. Đấy, bà chị tôi lúc mà chị Du bị bệnh đau chân vất vả lắm, nó sưng cái khớp. Thì Du nhớ lại ngày xưa chị Du là một cái cô gái rất là nhiệt tình, năng nổ, năng động, thích hát, thích múa. Chị hát không phải là hay lắm nhưng mà hát được, hát gọi là hay theo cái văn nghệ quần chúng á. Chị biểu diễn múa chung với các cái đội múa của trường học chị học, hoặc là các cơ quan chị làm đâu chị tham gia văn nghệ đó. Đấy, rồi là chị còn học uốn dẻo nữa và biểu diễn uốn dẻo ở thành phố Hải Phòng nữa, trên mô tô 3. Hồi đó Du tự hào lắm. Thì lúc còn ở bờ Nam sông Bến Hải á, là
ba du đi hoạt động xa nhà, còn mẹ du thì hoạt động quanh quanh những cái vùng Triều Bình như này. Du và chị cả là được gửi về nhà ông ngoại, thì coi như chị cả là cái nhiệm vụ là chăm mặt Du hàng ngày, có nhiều kỷ niệm lắm. Sau này ấy, chị ra 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 Hà Đông học trường xuyên miền Nam, thì Du ở Bình Linh với mẹ, tức là bà nội đó. Rồi là ba Du á, má Du chịu không được xa con nên là bắt ba Du vào đưa Du ra. Du ra tới Hà Đông ở một thời gian thì chị của Du là cái trường nữ đó chuyển về Hải Phòng. Du nhớ hình như trường 6, trường trường 7 Du quên rồi. Trở trở về Hải Phòng. Về về đi, chuyển về Hải Phòng thì ba Du là chuyển về Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đóng ở Vinh. Cho nên là mà Du thấy chẳng có gì còn ràng buộc để ở Hà Nội nữa cả. Chồng thì ở ở Vinh, con thì ở Hải Phòng, cho nên là lúc đó Bộ Đại học mới kêu gọi mọi người là mới thành ở quân khu tư đó thành lập một cái trường học đầu tiên ở hồi đó gọi là quân khu tư, là gọi cho quân đội cái tên bên hành chính chúng biết gì, Thanh Nghệ Tĩnh, là Thanh Nghệ Tĩnh rồi rồi Quảng Bình nữa và Vĩnh Linh. Là chưa có trường học nào, lúc đó mới thành lập cái trường đại học. Trên Bộ Đại học mới kêu gọi mọi người tham gia xây dựng trường học. Thì mẹ Du lúc đó thì chồng thì ở ở Vinh, con ở Hải Phòng, cho nên là chả còn gì ràng buộc bà Hà Nội cả. Thì bà nghe theo lời kêu gọi đó, bà về Vinh. Thì Du còn nhỏ đi theo mẹ. Thì đó là những cái mình Du nhớ. Thì sau này thì Du hè đó, cứ mùa hè là chị về thăm nhà, thì chị dạy cho Du về, chị có cái đàn mandolin, chị dạy Du đánh đàn. Mà muốn học đánh đàn á thì chị phải chỉ cho Du đồ rê mi pha son, tức là chỉ cho Du bây giờ người ta gọi là học nhạc đó. Thì chị biết nhiêu chị chỉ bao nhiêu thôi đấy. Thì chị Du là nốt đồ là gì, nốt rê nó khác nhau thế nào, nốt đồ trên cần đàn chỗ bấm chỗ nào, nốt rê rồi là cái nốt nốt tròn thì gảy nó cho nó ngân dài hơn, nốt trắng thì ngắn hơn một nửa, rồi đến nốt đen ngắn hơn một nửa, rồi đơn ngắn một nửa nữa. Thì những cái đó đó trường đồ nhịp đồ là chỉ cho Du đồ rê mi pha son, rồi trường đồ nhịp đồ là chỉ Du bày cho Du, bày mục đích là để dạy Du đánh đàn mandolin. Thì là Du rất nhớ những cái chuyện này. Đặc biệt là có một cái chuyện là cái lúc ở Hải Phòng á, chị là chị cả mà, cho nên cứ mỗi lần gửi thư về nhà đó thì kẹp trong lá thư đó là 5.000 đồng. Mà hồi xưa á, lương lương của cán bộ là khoảng 47 đồng là dữ rồi, 47 đồng là lại có cỡ đó, cho nên 5 đồng nó lớn lắm. 3 hào một tô phở mà 10 cái lần 3 hào như vậy mới được 3 đồng, thì 5 đồng nữa tôi gần được 20 lần, rất là nhiều tô phở. Còn như là mua cái bánh giản nó có 5 xu, 5 xu thì ta hình dung là 5 đồng mua được bao nhiêu. Thì cứ mỗi lá thư mà chỉ kẹp vào trong nó 5 đồng gửi về là gọi là gửi cho em, cho các em. Đó. Thì các em Du còn nhỏ, lúc đó là Du nhớ là cái thời đó đầu tiên là chú Sơn đấy. Rồi sau rồi mẹ Du năm số 3 sinh được chú Hòa, đến 64 sinh chú Hùng thì tất cả là hồ xuân hết. Chỉ có chị Du là chủ, chị cả thì là hồ lệ thôi, hồ lệ. Còn tất cả là hồ xuân, thì ba Du là hồ xuân lai,
đến du là Hồ Xuân Tâm, đến em du là Hồ Xuân Sơn, Hồ Xuân Hải, Hồ Xuân Hòa, Hồ Xuân Hùng. Đấy. Thì chú gửi về là gửi 5 đồng đó là gửi cho các em, thì ghi rất rõ là má ơi con gửi 5 đồng cho các em con đó. Thì các em du còn nhỏ nó rất trí là cái 5 đồng đó là để dành cho du để mua sách đọc. Đấy. Thì đó là những cái một chuyện chú nhớ. Và chị thì hôm nay nhân cái rằm tháng 10 là Tết Hà Nguyên đó, thì du in cái tập thơ Chị Tôi. Đấy. Cái bài thơ này tên là bài Chị Tôi. Đấy. Nhưng mà để cẩn thận thì du để ở dưới chị Hồ Lê Dung. Cái bài thơ này được mở đầu với cái bài là Chị Tôi. Có 6 câu. Chị tôi tuổi ngoài 70, mùa xuân trong mắt còn người thanh xuân, vui say trong chốn hồng trần, hát lời của gió trong ngần tương lai, với đời vẫn tiếc riêng hai, với ai vẫn đợi ngày mai vào nhà. Đó là cái bài mở đầu cho cái bài thơ dài của Du. Thì Du biết cái bài là Chị Tôi. Đấy, bài Chị Tôi. Chị tôi tuổi ngoài 70, cái năm đó là chị Hồ Lệ Dung là ngoài 70 tuổi. Mùa xuân trong mắt còn người thanh xuân, vui say trong chốn hồng trần. Được cái là chị yêu đời đó. Ngoài 70 mà vẫn thích hát, thích múa, hệ liên hoan ăn dầu là hát múa. Vui say trong chốn hồng trần, hát lời của gió trong ngần tương lai, với đời vẫn tiếc riêng hai, với ai vẫn đợi ngày mai vào nhà. Cái này là du ghi dưới là ngày 18 tháng 5 năm 2020. Thì bây giờ là du xin đọc tặng các bạn cái bài Chị. Bài thơ này là chỉ có một chữ thôi, Chị. Bài thơ này du viết lâu lắm rồi nhưng mà không nhớ là năm đó là viết thời gian nào. Nhưng mà như du nói là lúc này là chị du đau thấp khớp, đau chân đi không được. Thì than phiền với Du là ngày xưa tao đi Trung Quốc, đi Liên Xô, đi Ấn Độ, đi Malaysia, đi lung tung các nơi, đi làm trong nước, ở ngoài nước, đi làm phóng viên, rồi đi làm biên tập này khác, đi nhiều lắm. Thế nhưng bây giờ này không đi được, ngồi nhà dị cháu. Thì Du thấy câu đó mới thương bà chị mình này, là không phải do lớn tuổi mà do chị bị thấp khớp không đi được. Thì Du viết bài này tặng chị lúc chị bị bệnh thấp khớp. Người ta nói độc đinh, còn nhà ta độc chị. Độc chị cứ như là trái thị, không rụng bị bà mà rụng xuống nhà ta. Mặn mà như cố tẩm. Thì trong truyền cổ tích Việt Nam á, có cái truyền là truyền cố tẩm. Nó có cái câu thơ nói là thì ơi thì rụng bị bà để bà nghĩ chứ bà không ăn. Cho nên Du đưa cái ý mở đầu vào thơ là như vậy. Người ta nói độc đinh, còn nhà ta độc chị. Độc chị cứ như là trái thị, không rụng bị bà mà rụng xuống nhà ta. Mặn mà như cô tấm, lãng mạn như tiên dung, tài hoa như là chị của em chị à. Ngày em ở Vĩnh Linh, chị sống tận Hà Đông, cách xa ngàn cây số. Khi em tìm tới nơi, chị lại xuống Hải Phòng phố biển, buồn tình mẹ đưa em vào Vinh. Chị gửi tấm hình trên mô tô làm xiếc, em ngồi xem cả ngày. Chị muốn chị về ngay, nhưng phải đợi đến ngày cả nhà ta sơ tán giặc tàu bay. Chị mới về với em, về với năm thằng em lóc nhóc, rét run trên rừng núi Thanh Chương. Chúng em biết chị thương, nhưng chị vẫn còn đi học ở phía tàu bay rình rập mỗi ngày. Thế rồi chia tay, chị biền biệt chân trời tuyết trắng, trong câu chuyện mùa đông thiếu nắng,
Má kể về chị hai, cứ như là cổ tích. Lên bốn nấu cơm làm cháy nhà người, lên năm cõng em ngã tòm xuống nước, lên bảy xa nhà một mình đi học. Chẳng phải độc đinh mà độc chị ơi. Mùa đông thạch thành mưa phùn tái mặt, gió bấc lùa như cắt thịt cắt da. Chị gửi về con búp bê, năm thằng em trai biến thành con gái. May còn có cây đàn tơ rưng bằng sắt, để em xây giai điệu quê nhà. Đi cắt cỏ xanh, đi mò cua ruộng, đi củi non xanh, đi học trường làng, đi nghịch trên đồi, đi rong ngoài bãi, đi nhặt câu thơ lạc ngõ người ta, đi hát nghêu ngao mơ mình có cánh, bay vào miền cổ tích chị của em. Rồi chị về, em vào Nam đánh giặc, cuốn sổ chị cho chép đầy kín chữ, nét chữ liêu xiêu nghiêng ngả hơi bom, nét chữ run run nhớ chị vô cùng. Chị với chị Nga tiện em ra hàng cỏ, túi chẳng có tiền cho em phải mượn, đêm rét cuối mùa Hà Nội nhói trong tim. Cái khổ thơ này là cái đoạn này Du nói một cái kỷ niệm lúc mà Du đi nhập ngũ đi lính ấy. Thì Du nhớ là lần Du về về thăm thăm nhà ở Hà Nội, thì lúc này chị Du ở Liên Xô về về tới. Nhưng mà gia đình Du thì vẫn còn ở trong trường đại học Sư phạm Vinh ấy, ở xa khoảng gần 300 cây. Còn ở cho nên tại Hà Nội ấy chỉ có cụ thân với chị hai và Du thôi. Thì cái hôm mà Du khoác ba lô thức dậy sớm 4 giờ sáng ra cái hàng cỏ để lên tàu đi về Bắc ga Bắc Giang, từ Bắc Giang đi bộ lên 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 Mai Sơn. Thì chị Du với là chị Nga bạn học bên Liên Xô cũng dậy sớm lúc 4 giờ tiễn Du đi bộ ra để Du đi chuyến tàu sớm, chuyến tàu 6 giờ thì phải. Nhưng mà quãng đường mấy chị em mùa đông, Du nhớ đó, đêm mùa đông. Bởi vì lần đó Du lên là chuẩn bị vào Nam, cho nên là chị Dung với là chị Nga là hai cả hai chị thức sớm tiễn Du ra ga hàng cỏ. Thì ba chị em đi bộ trong cái đêm đó, đêm mùa đông 4 giờ thức dậy rồi đi dọc. Du không nhớ nhiều mà nhớ cái đoạn đường mà bây giờ gọi là đường Trần Hưng Đạo đó, nó cắm thẳng vào cái hàng cỏ đó, hai bên sẹp cừ, đèn đường hồi đó nó đèn tròn, nó đỏ quỳnh quạch vậy đó, mà hơi hơi lạnh, hơi rét, người bác gọi là rét, nó thổi thon thót vậy đó, nó đập vào mặt như cắt da cắt thịt vậy đó. Thì ba chị em đi với nhau thì bỗng nhiên Du thấy là chị Dung và chị Nga tụt lại nói gì đó. Du theo lịch sử cho nên Du không dừng lại, Du cứ tiếp tục Du đi. Đấy. Thì nhưng mà đi vừa đi đi tò mò mới hỏi biết chị mình có cái gì mà tự nhiên lại đi tụt lại mà nói nhỏ chị Nga cái gì. Thì Du ngoảnh đầu lại đúng lúc Du nghe chị Du nói với chị Nga: mày còn tiền tao mượn 5 đồng, tao quên đem tiền. Đấy. Chị Nga móc tờ 5 đồng, chị mượn chị Nga 5 đồng để cho Du thêm 5 đồng để chuẩn bị vào Nam. Cho nên cái khổ này Du kể là kỷ niệm đó. 5 đồng lúc đó, Du cầm tờ 5 đồng, Du nói em sắp đi vào Nam cần gì tiền nữa. Không cần tiền nữa, chị khỏi cho. Chị Dung nói không, mày cầm cái tiền còn mấy ngày ngoài này thì thích ăn gì thì ăn đi, mua ăn, cộng thêm vào, mua ăn, đi vào Nam biết thế nào, có gì mà ăn. Cho nên là chị nói mãi thì Du buộc lòng phải cầm
tầm 5 lần trước cái đêm, tức là mấy cái đợt đó đó, du mình phép được 2-3 ngày gì đó, thì cụ thân cụ có cho ít tiền vì cụ biết đây là du du về để chào gia đình để chuẩn bị vào Nam, cho nên cụ cho du ít tiền rồi. Thì Dung đã cho ít tiền rồi, bây giờ cho thêm 5 đồng nữa. Thì Du có trong người là thêm mấy chục đồng nữa rồi. Nó cũng nhiều lắm. Mà chuẩn bị vào Nam rồi thì Du nghĩ tiền làm gì. Thế nhưng mà hồi đó là cái tình cảm của người miền Bắc, ai cũng vậy, nhà nào cũng vậy. Cứ con chuẩn bị vào trên trường là người ta rất thương, rất quý. Có cái gì cho con ngoài là để cho hy vọng là cho con tiền để con ăn uống cái gì trước khi nó đi đi xa. Bởi người ta nghĩ rằng là vào chiến trường thì có thể hy sinh cho nên người ta dành cái yêu thương cho con. Thì đây là cái đoạn này Du kể cái chuyện kỷ niệm đó. Rồi chị về, tức là bà đi học ở nước ngoài đó, em vào Nam đánh giặc. Chị Du học ở Liên Xô mà. Rồi chị về, em vào Nam đánh giặc, cuốn sổ chị cho chép đầy kín chữ, nét chữ liêu xiêu nghiêng ngả hơi bom, nét chữ run run nhớ chị vô cùng. Trong những cái quà tặng Du thì Du, chị Dung có mua cho Du mấy cuốn sổ, vì chị ấy biết là Du là người hay viết, mua sổ cho Du. Và trong những cuốn sổ đó thì 2 cuốn là Du đem theo vào chiến trường làm nhật ký chiến trường. Nhưng mà rất tiếc rằng là cả 2 cuốn sổ hiện nay Du không còn. Năm đó năm 72 mà. Chị, rồi chị về, em vào Nam đánh giặc, cuốn sổ chị cho chép đầy kín chữ, nét chữ liêu xiêu nghiêng ngả hơi bom, nét chữ run run nhớ chị vô cùng. Chị với chị Nga tiến em ra hàng cỏ, túi chẳng có tiền cho em phải mượn, đêm rét cuối mùa Hà Nội nhói trong tim. Chiến thắng em về, lên truyền hình thăm chị. Lúc mà sau 30 tháng 4 75 mãi đến cuối 76 Du mới về Hà Nội thăm nhà. Thì lúc này chị Du đã chuyển từ đài phát thanh Giải Phóng sang cái đài truyền hình Việt Nam làm việc. Du nói lên truyền hình thăm chị, tức là lên cái đài truyền hình ấy. Lúc đó là chị Du ở cái khu tập thể bên bây giờ là gọi là cái hồ Giảng Võ đó, ngày xưa là cái ruộng nước, nước hơi sâu, chả trồng gì ngoài ngoài rau muống nổi giữa hồ. Thì cán bộ người ta lồi ra, ta bẻ ra muống ta ăn. Đấy, những người nào nào mà có cái thuyền miền Trung gọi thuyền múng á, hay bằng tôn bằng gì đó, thì người ta thuyền thúng, người ta bơi ra ta hái rau, nước cũng khá sâu rồi. Bây giờ thì Hà Nội đã biến nó thành cái hồ Giảng Võ rồi. Thì cái dãy tập thể nhà thì hồi thì Dung ở là ở bên cái bờ hồ đó, bên bờ hồ, đi bộ đi từ dãy tập thể đi bộ ra đó. Hồi đó nói dãy tập thể chỉ có 2 nhà thôi, 2 dãy nhà thôi, một dãy nhà khoảng 10 căn phòng là khoảng 20 hộ, là đi hết đó thì lên tới cái đường bờ đê mà đi Hoài Đức đó. Đấy. Rồi quẹo tay trái đi vài bước là tới cổng đài truyền hình. Chiến thắng em về, lên truyền hình thăm chị, xe đạp đèo lúng lẳng con búp bê. Chú nhớ là con búp bê là búp bê nhựa thôi, nhưng hồi đó nó quý lắm. Búp bê nhựa của Du mua ở Cần Thơ, mua tại Cần Thơ. Vì lúc đó là Du có cả nhà chỉ có một đứa cháu thôi, là cháu Đoàn Thu Lệ Hoa, con gái của chị Dung. Và chị Dung và anh Đoàn Tân chỉ có một người con thôi, tức là lúc đó là cả nhà Du chỉ có một đứa cháu. Lúc Du ở trong Nam thì ba Du viết thư vào nói là mày có đứa cháu rồi, cháu gái tên là Đoàn Thu Lệ Hoa. Cho nên Du hồi là lính, cho nên làm gì có tiền đâu, phải lính hậu cần mà về phép đâu, có tiền có đồ, chỉ có để dành được với phụ cấp một tháng 47 đồng thì ăn cơm hết bao nhiêu đó, rồi tiêu xài thì ráng để dành thì mua được con búp bê. Chứ có cái gì đâu, búp bê bằng nhựa. Đấy. Nhưng mà hồi đó là búp bê loại đó là với lính, đời lính là cũng tiết kiệm mới mua được, bởi vì nó biết khóc, biết chớp mắt đó, thì mua được con búp bê.
mà du ăn thua. Cái quan trọng là du cắt cụm mà bọc nó trong cái giấy giấy bóng màu, du nhớ là du bọc trong cái tấm giấy bóng màu đỏ tím mà để trên cái miệng ba lô trong cái nắp. Ngồi xe đi phép rồi đó, là đi xe gác 53 chạy mấy ngày trời mới ra tới là cái làng Cổ Loa đó. Rồi từ Cổ Loa bắt đầu mới từ lực anh em từ lực đi nhà ai nấy về, thì giúp bảo quản cho được con búp bê đó cho cháu gái của mình đấy, cháu Đoàn Thu Lệ Hoa. Chiến thắng em về nên truyền hình thăm chị, xe đạp đèo lũng lẳng con búp bê, cháu gái ở nhà một mình học nói chẳng thành câu thành chuyện cuộc đời. Hồi đó chú nhớ là con mẹ nó nhỏ xíu à, ngòn líu ngòn lô à, thích nói lắm, nói líu lô rất dễ thương. Ba mẹ đi làm cháu phải tự chơi, lúc đó là anh Đoàn Tân đó, ba của cháu Lệ Hoa đó, thì làm ở bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam, đóng trên cái đường Điện Biên Phủ á. Đường Điện Biên Phủ ở quận Ba Đình. Ba mẹ đi làm cháu phải tự chơi, lỡ có đói thì chạy qua nhà mẹ dám, lỡ có đói thì chạy qua mẹ dám, mẹ dám cho cơm còn mẹ ruột cho quà. Du nhớ hồi đó đó, kế nhà chị của Du á, ở cái phía cách, tức là chị Du ở cuối cái, ở đầu cái dãy thứ hai, mà chị dám chị ở gần cuối dãy thứ hai, chị dám vui tính lắm, chị hơi mập mập. Mà cháu Đoàn Thu Lệ Hoa nó hay qua nhà chị chơi, nó kêu là mẹ dám, mẹ dám, thì là nó hay qua, nó đói bụng nó qua nhà chị dám, thì chị dám cho nó ăn cơm. Chú viết là ba mẹ đi làm cháu phải tự chơi, lỡ có đói thì chạy qua mẹ dám cho cơm còn mẹ ruột cho quà. Lại còn mẹ truyền hình nhiều mẹ lắm, tức là các cái chị ở đài truyền hình lúc bây giờ rất là quý chị gái Du. Lúc này chị gái Du là vừa là phát thanh, vừa là biên tập viên chương trình Hoa Sen, bây giờ gọi là thời sự nước ngoài đó. Hồi đó là chương trình Hoa Sen chủ yếu là thời sự của Nga là nhiều đấy. Thì chị Du là biên tập cái chương trình đó, biên tập chương trình ban thời sự nước ngoài và phát thanh viên tiếng Nga. Chỉ là phát thanh viên tiếng Nga chứ không phải tiếng Anh nhé. Mẹ dám cho cơm còn mẹ ruột cho quà, lại còn mẹ truyền hình nhiều mẹ lắm. Riêng ba thì chỉ có một ba thôi. Câu nói đầu tiên là gọi ba gọi mẹ, em bồng cháu lên và gọi chị ơi. Rồi chị lại đi xa, cháu thoát cái, thiếu cả cha lẫn mẹ. Cậu út nhỏ nhoi dẫn cháu vào Nam, tiền giấu trong quần vêu vao chịu đói. Mẹ dặn rồi mà cậu cháu đều quên. Cái chi tiết này có lẽ là Du nhớ cả đời Du luôn. Lúc đó chị Du đi công tác ở Liên Xô mới về, mà chuẩn bị đi nữa, cho nên là mẹ Du á, và ba Du và mẹ Du á, ba Du thì đã vào thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mẹ Du chưa chịu vào Hà Nội, chưa chịu bỏ Hà Nội vào Sài Gòn, chứ vẫn ở Sài Gòn. Nhưng mà cái năm đó là cái năm mà Du lấy vợ, cho nên mẹ Du mới phải vào Sài Gòn trước một thời gian để làm công tác chuẩn bị đám cưới cho Du.
mà chị Du chuẩn bị nước ngoài, cho nên buộc lòng là phải cho con, cho con gái vào với ông bà. Đấy. Thì lúc đó là ở Sài Gòn thì mới chỉ có là ba Du thôi, ba Du với là chú Hồ Xuân Hải là vào trước. Thì Du ở Du thì học dưới Cần Thơ, mùa hè mới lên, lâu lâu lên chơi. Thì lúc này mới quyết định là cho con gái vào vào Sài Gòn. Thì chú Hùng là em út trong nhà được giao nhiệm vụ là dẫn cháu mình vào Nam. Lúc này chú Hùng đứng học cấp 3, chú cao lớn như thanh niên, thực ra mới học cấp 3 thôi. Mà đi tàu hồi đó, xin thưa các bạn, là không phải đi 2 ngày ngày đâu, bình thường là 3 ngày nếu thuận buồm xuôi gió, còn nếu mà gặp lũ lụt dọc đường thì có khi đi cả tuần lễ không chưa tới. Thì cái đợt chú Hùng dẫn cháu đi đó, thì nó miền Trung bị lụt, đường tàu nó bị hư, phải tăng bo nhiều lắm. Một cái thằng bé cấp 3 dẫn đứa cháu gái thì chú cũng lo, cho là cho tiền mang theo, làm đồ ăn cho mang theo, rồi trong đó là con gái thì mặc cái quần jean, hồi đó quần jean cũng hiếm lắm, mặc quần jean là ở đầu gối có hai miếng da, thì chú mới tháo cái miếng da bỏ trong tiền trong đó, bỏ tiền nó khâu lại. Vì xin nói là hồi thời đó đó đi tàu hỏa hay bị móc túi lắm, nhất là bộ đội, mấy ông gọi là mấy thằng gỗ bộ đội, bị dân nó coi là mấy thằng gỗ, đi đường là dễ mất đồ. Thanh niên đặc biệt là con trai hay mất đồ, cũng chỉ là một cái cậu bé mới học cấp 3 thì dễ mất đồ, chỉ Du phải khâu trong cái tiền trong đồ gối ấy. Thì cô dặn em Du là trong này ấy, là tiền để sơ cua để dành, nếu có gì hết bị hết tiền thì lấy dao rạch cái miếng da ra mà lấy tiền, cắt chị ra mà lấy tiền. Đấy. Rồi dặn con gái ấy, là hai bên đầu gối là mẹ có để tiền trong đó. Chị để cũng nhiều mà ít đâu, vì chỉ có một đứa con mà cho em mình, mà em mình còn đứa trẻ con, em mình cũng mới đứa trẻ con thôi, cấp 3 nó còn trẻ con, dẫn con gái vào cho nên thu tiền trong đó. Thế mà hai cậu cháu đó là đi dọc đường quên, tại vì nó chạy thứ 7-8 ngày mà mới tới được, từ Hà Nội vào tới Sài Gòn mấy ngày trên rừng. Có gì mà ăn thế là nó bắn rất lắm, vì nhiêu tiền hết, ăn hết tiền thì hai cậu cháu đâu dài sẽ ăn, mà không nhớ tới tiền trong túi quần của cháu mình, là mẹ nó dành tiền để trong đó, mà chú Hùng chú không nhớ. Chứ hai cậu cháu đói vêu vào rồi. Các bạn hình dung cụ khoa hồi đó là tính bằng đồng cơ, tức là ngày xưa là khoảng một hào ký khoai luộc thì lúc đó đó tính cả đồng một củ, mắc như vậy. Cho nên hai cậu cháu đói vêu vào rồi. Du với chú Hải á, buổi chiều là cứ sáng canh từ ngày thứ tư là sáng nào cũng ra ga hỏi xem tàu Hà Nội lúc nào vào tới. Đấy. Thì họ nói là 11 giờ vào tới, thì về nhà đến 10 giờ rưỡi chạy ra. Họ nói là tàu Hà Nội ngày hôm nay là có hai chuyến, chuyến 11 giờ, chuyến 5 giờ, giờ 30 chẳng hạn, là một ngày hai buổi chạy ra ga trước một tiếng để mà chờ. Có khi họ nói là đêm hôm nay có một cái chuyến là về tới đây là 11 giờ đêm, là 10 giờ đêm là phải chạy ra rồi. Đấy. Mà chờ cho đến ngày mấy ngày liền. Tức là cái chuyến đó tàu nó bị hư đường mà nó chạy tới 8 ngày vào tới nơi. Đấy. Hai anh em mà chờ mấy ngày. Thì lúc mà Du nhớ là buổi lúc đó là khoảng cái chuyến tàu đó là nó khoảng 10 rưỡi gì đó, nó tới lúc khoảng gần 6 giờ đó nó tới. Thì Du đứng ngóng ngóng này, thì thấy là em trai mình khoác một cái ba lô sau lưng, tay xách một túi, hai cái túi du lịch.
cao lục ngục và nó ốm nhách. Sau lưng là cháu gái Du, nó nhỏ lún cụt đi này, mặc cái quần quần jean đàng hoàng. Thế nhưng mà nó đi ngoài dọc đường đói, nó ốm nhom mà hai cậu cháu nó dính bụi đường á, nó xàm lên xàm lại mà ốm. Du nhìn mà muốn chảy nước mắt, lại thương thương em thương cháu, đặc biệt để cháu gái Du nó còn quá nhỏ đấy, cái ấn tượng này Du nhớ cả đời luôn. Thì đọc lại các bạn nghe cái đoạn này. Rồi chị lại đi xa, cháu thoát cái thiếu cả cha lẫn mẹ. Cậu út nhỏ nhoi giật cháu vào Nam, tiền giấu trong quần vêu vao chịu đói. Mẹ dặn rồi mà cậu cháu đều quên, chị khóc xứ người bà ôm cháu khóc. Năm cậu chẳng có tiền, mẹ cháu lại đi xa. Khi mà Du với chú Hải á, chở em ruột và cháu ruột về tới nhà thì mẹ Du ôm chầm đưa cháu ngoài khóc, khóc vì thương nó quá nhỏ mà nhìn đói tới mấy ngày. Chị trở về, chị lại về, đi chán đi chê lại về xứ sở. Xứ sở mình nhiều cổ tích mồ côi, chẳng cổ tích nào mồ côi chồng hạnh phúc. Thế thì câu đeo gông vào cổ, lại heo mòn con mắt nhớ thương nhau. Em ngồi nghe con sóng hát nỗi đau, con sóng Vũng Tàu trắng phau đời chị. Con sóng sông Sài Gòn cũng bạc như lau, đến nước Hồ Gươm cũng tuôn nước mắt. Em biết chị tìm kỷ niệm ngày xưa, ngày xưa ngày xưa. Chị ru em ngủ, em thức rồi chị dậy đánh đàn. Đàn măng vô hò hô giá gạo, gạo giá rồi cơm trắng với ai. Con gái trắng độc đinh, một mái xa mẹ, ơ hờ bóng khế tím chiều. Cháu bà nội tội cho bà ngoại, ngày nắng trắng đầy gan, tạ lót chậu đầy, vắng bóng đàn ông trăm công ngàn việc. Chị trở về cổ tích ngồi ru, ru à ơi ru bà ru cháu ngủ. Năm canh chày mòn mỏi năm canh, tóc nhuộm mấy lần tóc nhuộm, tiếng ơi hời quạnh quẽ đêm hôm. Nhà vắng đàn ông, lạnh cả gió nồm, sao hôm mới sao mai cũng lạnh. Cháu khóc đi cho ngoại ấm đêm trường, năm mong cầu mấy phương trời xa cách. Thư muộn màng như lá rụng chiều thu, chỉ tất tả giữa phố phường tất tả, ném cuộc đời vào trăm chuyện làm ăn. Tiền bạc bẹo cứ như bèo như bọt, đô thành phồn hoa chóng mặt xoay tiền. Nhà trống trĩnh vắng người như huyền thoại, bà trẻ hiện về như bụt như tiên. Chỉ đỡ bàn tay việc này việc khác, nhưng việc lo có đỡ được bao giờ. Thế là lúc này là chị Thí của Du ở ngoài quê Quảng Trị đó, đưa con trai dì ruột Du, dì Thí đó, chỉ có một người con trai thôi, là anh Nguyễn Đình Phương. Thì Thí quyết định vào Sài Gòn sống, đưa con trai vào. Thì thời gian đầu là gì Thí sống với chị ruột, tức là sống với mẹ Du đó. Hai mẹ con sống ở nhà Du, cho nên Du mới có nói là bà trẻ hiện về như bụt như tiên. Nhờ lúc cháu Đoàn Thu Hoa còn nhỏ thì có một phần chăm sóc rất là tận tình của bà Thí. Tiền bạc bẽo cứ như bèo như bọt, đô thành phồn hoa chóng mặt xoay tiền. Lúc đó chị Du phải làm, chị ruột Du phải làm việc dữ lắm, làm để kiếm tiền, làm việc rồi dịch sách, chị dịch cả tiếng Anh cả tiếng Nga. Nhà trống trĩnh vắng người như huyền thoại, bà trẻ hiện về như bụt như tiên. Chị đỡ bàn tay việc này việc khác, nhưng việc lo có đỡ được bao giờ. Em ngồi trong cơn lũ nhớ ngày xưa, ngày chị dắt em đi qua miền tưởng tượng. Chị em mình có cánh để bay lên, bay không được thì vung tay mà nhảy. Em nhảy điệu xì lô chậm chạp nặng nề,
chỉ nhảy rumba rồi cũng quay về. Ta về với cội nguồn, ông bà, cha mẹ. Ta về với tuổi thơ ta tấm bé. Chị cõng em đi đánh chắt, đánh chuyền. Chị dắt em đi thăm bè, thăm bạn. Chị dạy em làm thơ, đọc nhạc. Để bây giờ em nhớ chị ơi. Đây là cái lần cuối. Chú đọc các bạn nghe lại cái khổ thơ cuối cùng. Cái năm đó trong miền Nam bị lũ chú không nhớ ấy. Nếu mà cơn lũ thì cơn lũ năm 2000. Năm 2000. Cái bài thơ này nó cũng hơn 20 năm rồi. Em ngồi trong cơn lũ nhớ ngày xưa, ngày chị dắt em đi qua miền tưởng tượng. Chị em mình có cánh để bay lên. Chị em mình có cánh để bay lên. Bay không được thì vung tay mà nhảy. Em nhảy điệu xì lô chậm chạp nặng nề. Chị nhảy rumba rồi cũng quay về. Ta về với cội nguồn, ông bà, cha mẹ. Ta về với tuổi thơ ta tấm bé. Chị cõng em đi đánh chắt, đánh chuyền. Chị dắt em đi thăm bè, thăm bạn. Chị dạy cho em làm thơ, đọc nhạc. Để bây giờ em nhớ chị ơi. Đấy. Tập thơ này Du mới in ra. Hôm nào đi in cái bìa. Rồi bây giờ uống trà, nãy giờ trà quá trời chín rồi.